Chúng ta lại đến với chuyên mục ẩm thực của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu trong những chương trình kỳ trước, gia tài đồ sộ của cửa hàng gà nướng Pháp đó chính là 100 món nước sốt mà bếp Sức Sông Mới đã có dịp giới thiệu tới quý vị hai món, đó chính là sốt rượu vang và sốt bó xôi. Xin mời quý vị hãy truy cập vào trang web www.suksongmoi.net để cùng xem lại nhé. Và hôm nay thì chúng tôi lại một lần nữa xin mời quý vị cùng gặp lại chị Vũ Thị Lan Phương, là chủ của nhà hàng gà nướng Pháp nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, để tìm hiểu về món bò nấu rượu vang. Xin chào chị Phương ạ. Chào Khánh Huyền. Dạ. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Sức Sống Mới. Chị Phương này, như Huyền đã giới thiệu là món ăn của hôm nay là bò nấu rượu vang, phải không chị? Dạ, chắc chắn là phải có bò với rượu vang rồi. Thế còn nguyên liệu khác thì như thế nào chị? Để nấu cho từ 8 tới 10 người ăn đó thì chúng tôi có 1 kg thịt bò. Thì mình xắt miếng vừa ăn như thế này: 200g bò rô, 200g cà rốt, 1 củ hành tây xắt ra, với 200g khoai tây, 200g cà chua và 1 ít cần tây. Cái lá này là lá lô dê, người Việt Nam mình cứ kêu là cái lá thơm đó, với 150g bơ. Để thực hiện cái món ăn này thì mình cũng phải cần có khoảng 1 lít nước súp. Nước súp này mình nấu từ thịt gà với khoảng chừng một nửa lít rượu vang đỏ. Còn đây nữa chị, cái này là rượu cô nhắc, thêm chút cô nhắc để cho nó thêm cái mùi vị nó ngon hơn. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu ha. Vâng. Chảo phải để thật nóng đúng không chị? Đúng rồi, chảo phải để nóng. Mình cho vô 1 ít dầu. Một chút dầu ăn. Dầu nóng rồi thì mình cho ít hành tỏi vào. Làm cái món này thì lửa phải to lắm phải không chị? Đúng rồi, phải có lửa nó nóng. Lửa nó nóng thì mình nấu nó nhanh, và thí dụ cái thịt bò mình để vô nó săn, săn thịt bò lại. Cũng thấy mùi thơm rồi đấy chị. Thơm thành tỏi thơm thì mình cho thịt bò vào mình xào. Trong khi mình xào cái thịt cho nó săn thì mình để những cái lá thơm này vô. Rồi mình cho tất cả những cái này vô hết. Cho bò rô. Bò rô ra trước. Cho cà rốt. Mình phải để vô cho nó ra cái mùi thơm, nó hòa quyện vô với cái thịt đó. Thịt. Khoai tây với hành thì nó mau chín thì mình sẽ để sau. Cho cái này. Cần tây cần mình tây. Cũng cho vào luôn. Cần tây vô luôn. Mình không mua được cần tây này thì mình mua cái cần ta nó cũng được. Nó cũng có cái mùi vị như vậy. Thịt xăng rồi thì mình cho rượu vô. Đổ rượu vô cho nó sắp thịt. Cho hết nửa lít rượu luôn. Cho hết nửa lít rượu vô. Dạ. Rồi mình nấu cho nó thấm. Nó thấm rượu. Trong lúc nấu thì mình nêm vô 1 ít tiêu với chút xíu muối thôi. Bởi vì lát nữa mình sẽ nêm bột nêm đó. Mình cho nó rút. Còn nếu mà mình nêm cho nó vừa ăn trước đó, thì nó sẽ rút vô, nó làm cái thịt nó cứng. Huyền được biết là cửa hàng của chị đã được thành công trên thị trường Việt Nam 15 năm nay rồi. Món ăn thì là món ăn Tây, mà người Việt Nam thì không phải ai cũng có thể ăn được món ăn Tây đúng không chị? Thế thì chị làm thế nào để dung hòa và chị thành công được trên thị trường Việt Nam? Thì đã có duyên với nghề thì mình không ngừng nỗ lực để mình làm sao cho mình đi đến thành công và có được số khách hàng. Thì tôi hiện nay thì cũng vẫn mỗi ngày phải học hỏi thêm, tìm hiểu thêm những món ăn khác nhau ở trong cũng như là ngoài nước. Rồi tìm hiểu cái nhu cầu ẩm thực của đối tượng khách hàng mà mình phục vụ đó. Từ đó mình mới đưa ra cái quyết định mình chọn món và cái cách mình nêm nếm sao mà cho nó thích hợp mà nó vẫn giữ được cái hương vị đặc trưng của món. Có một thời điểm mà thịt gà nó cũng tương đối là nhạy cảm ở trên thị trường, thì chị làm như thế nào trong cái thời điểm đó? Thì thực hiện cái đúng cái quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên hết. Rồi mình sàng lọc, mình chọn ra cái nhà cung cấp nào mà có uy tín. Chúng tôi cũng đã từng phải đặt mua gà nhập khẩu từ Mỹ, rồi phải thuê kho lạnh để bảo quản. Chúng tôi cũng hiểu rằng là làm sao để mà mình bảo đảm chất lượng cái món ăn của mình và chọn được cái giá cả hợp lý nhất. Rồi bây giờ trong khi rượu nó đã rút vô thịt rồi đó, thì mình cho nước súp vô. Cho 1 lít nước súp. Cho nước súp vô. Nước súp vô mình để riu riu đó. Riu riu á, cho nó mềm thịt. Cho khoai tây vô. Cho miếng này vô hết.
để mình chờ cho thịt nó mềm. Chị ơi, khi nấu thì mình có được đậy vung không hả chị? À, cũng có thể đậy vung. Dạ, có thể đậy vung, mình để lửa nhỏ riu riu thì nước nó sẽ không bị cạn. Và một cái món này mà khi chúng ta đậy vung hầm lại thì khoảng hết bao nhiêu lâu thì nó sẽ được thành phẩm chín? Nó khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Một tiếng đến một tiếng rưỡi. Vì cái thịt bò bắp này nó cũng mau mềm lắm. Dạ. À, chị ơi, có một điều mà Huyền cũng đang thắc mắc rằng không hiểu là từ hồi bán hàng đến giờ 15 năm thì đã có thực khách nào mà ăn hết được 100 món nước sốt của chị chưa? Chưa. Vì thực ra nước sốt nó cũng là một nghệ thuật trong nấu ăn. Mà hễ là nghệ thuật thì phải sáng tác không có giới hạn. Ra không những 100 loại sốt mà có thể mình chế biến còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình phải để dành cho thực khách đến nhà hàng mình có nhiều cái bất ngờ thú vị. Vâng. Bây giờ mình thấy sôi rồi chị, bắt đầu em thấy nó cạn dần rồi đó. Thì trong khi mà mình chờ thịt bò sôi đó, thì mình thấy khoai với cà rốt nó cũng đã chín rồi. Nó vừa chín tới. Mình phải vớt ra luôn, rồi. Chứ không chờ vớt cho đến lúc luôn, cùng với thịt bò nữa. Mình vớt khoai với cà rốt ra. Rồi. Thế còn rồi những còn cái rau kia sao mình ạ? Cứ để cho nó cùng mềm với thịt bò. Vâng. Mà khi thịt bò mềm thì mấy cái món đó nó cũng vừa rục ra. Vâng. Rồi sau đó mình mới lấy thịt ra, mình lại gấp thịt ra để riêng, rồi cái này mình đánh cho nó tơi hết ra. Rồi mình lược lại, đó là lúc đó là mình đã có được cái thành phẩm. Em thấy cũng rất cầu kỳ đó chứ chị. Nó món ăn Pháp thì xưa giờ là nó như vậy. Giờ thì mình cũng nhớ là đừng quên đem hạt nêm từ thịt thăng với xương ống nha. Dạ. Năng đem rồi mình nêm, mình nếm cho vừa ăn là xong. Thì em thấy chị nêm là với một cân thịt bò này là chị cho 4 muỗng súp hạt nêm. Và còn tùy khẩu vị mỗi gia đình nữa, phải không chị? Tùy khẩu vị mỗi gia đình, có người thì thích ăn đậm, có người thì thích ăn nhạt. Mà cũng tùy với cái món ăn đi kèm với cái này. Vâng. Dạ. Thí còn dụ bơ như mình cho vào lúc nào chị? Dạ. Bơ thì khi mà mình đã xong hết, mình lược nó ra hết rồi, mình lược bỏ những cái xác cà với xác bò rô rồi đó, thì mình mới cho bơ vào mình đánh, rồi mình đổ thịt vô. Vâng. Thì mình tôi cũng đã chuẩn bị sẵn thành phẩm đây. Vâng. Thau chót thì mình cho bơ đó, bơ để vô thau chót hết để cho nó tăng cái vị thơm của món ăn Pháp lên. Thơm quá. Cái món bò nấu rượu vang Pháp này thì chúng ta có thể ăn với lại Mình có thể ăn với bánh mì hay là cơm hoặc là nui hoặc là mì Ý, pasta rồi đó. Để bây giờ để múc thành phẩm ra để mời Khánh Huyền thưởng thức thử ha. Huyền nghĩ rằng có thể ăn được với rất nhiều thứ như chị nói, nhưng mà với bánh mì nghĩ là hợp lý nhất, phải không ạ? Nhất bánh là khi mì, mà chúng ta mua được bánh mình mì ăn ngon. Ăn với nui cũng ngon. Thường thường thì để phục vụ cho mấy em bé thì mình cho ăn với nui. Em bé thì ăn nui thì hợp lý hơn. Rồi, mấy ông bà già cả thì dùng với cơm hoặc là nui là